vị đến với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Tổng thống Zelensky tiết lộ Trung Quốc ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Nga nã tên lửa phá hủy trụ sở quân sự đầu não của Ukraine. Mỹ liên tục công kích nhắm vào Triều Tiên, Nga và Trung Quốc. Nga và Ukraine đồng loạt tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình. NATO lên tiếng chấp nhận chiến thắng của Nga ở Ukraine. NATO lên tiếng răn đe Ukraine vì hành động liều lĩnh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng ông đã nhận được tín hiệu rõ ràng từ Trung Quốc về việc nước này ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hãng tin Ukraine Pravda đưa tin ngày 25 tháng 7. Trong bài phát biểu tối ngày 24 tháng 7 trước công chúng, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky nói rằng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dmytro Kuleba, người đang thăm Trung Quốc những ngày này, đã hội đàm với người đồng cấp và báo cáo cho tôi về kết quả của cuộc họp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức Ukraine ở cấp độ này trong nhiều năm. Đây là tín hiệu tốt cho thấy Trung Quốc ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố rằng trong một chuyến thăm của ông Kuleba, người ta đã xác nhận rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga. Ông Zelensky mong đợi báo cáo chi tiết của ông Kuleba khi ông đến Ukraine. Tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, đồng thời nói với ông rằng Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, nhưng phía Nga không có sự sẵn sàng như vậy. Trong khi đó, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố Nga vẫn đang sẵn sàng đàm phán để giải quyết xung đột ở Ukraine. Nga chưa bao giờ từ bỏ tiến trình hòa bình. Chúng tôi vẫn duy trì sự sẵn sàng của mình, ông Peskov nói tại lễ hội truyền thông mới, khi trả lời câu hỏi về khả năng đàm phán hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tiến trình hòa bình là phương án đưa ra sự lựa chọn ưu tiên để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, tại cuộc gặp các thành viên tham gia lễ hội truyền thông mới, ông Peskov lưu ý rằng ông Zelensky rõ ràng đã mất tính hợp pháp và đây là yếu tố có thể làm phức tạp, đáng kể tiến trình hòa bình. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa mạnh mẽ vào một sở chỉ huy quân sự của Ukraine ở Donbas và công bố đoạn phim về cuộc tấn công. Trong một tuyên bố ngày 24 tháng 7, Bộ này cho biết lực lượng Nga đã phá hủy trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 63 của Ukraine tại Krasny Liman. Thị trấn này nằm cách thành phố chiến lược Slavyansk khoảng 30 km về phía đông bắc, một trung tâm hậu cần quan trọng hiện nằm ở phía sau tiền tuyến. Theo các cơ quan chức năng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M và phá hủy toàn bộ nhân sự bên trong trụ sở chính, cũng như hai xe chỉ huy và điều khiển máy bay không người lái, 10 UAV, hơn 300 máy bay không người lái FPV, một thiết bị cột anten và 3 xe địa hình. Đoạn video do bộ này công bố cho thấy cảnh quay trên không của một số ngôi nhà trong khu định cư. Một trong số đó được nhìn thấy bị trúng tên lửa, tạo ra sóng xung kích theo mọi hướng và một luồng khói bốc lên trên không trung. Mái của một trong những ngôi nhà mà bộ này cho biết là trạm điều khiển máy bay không người lái đã bốc cháy và có thể nhìn thấy một số xe quân sự của Ukraine kéo đến bên cạnh đó. Nga thường xuyên sử dụng tên lửa siêu thanh Iskander có thể mang theo tải trọng 700 kg lên đến 500 km để tấn công các mục tiêu của Ukraine, bao gồm cả các mục tiêu ở xa tiền tuyến. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng đã công bố một đoạn video cho thấy một cuộc tấn công bằng tên lửa siêu thanh vào một cơ sở vùng Kharkov, nơi mà họ cho biết là nơi ở của các huấn luyện viên và lính nước ngoài ở phương Tây. Khoảng 50 người trong số đó đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng họ coi quân nhân và thiết bị nước ngoài do Ukraine sử dụng là mục tiêu hợp pháp. Đồng thời, Moscow vẫn khẳng định rằng họ chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự chứ không phải dân thường. Ngày 24 tháng 7, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới có trụ sở tại Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ Triều Tiên phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và không gian. Hãng tin Reuters cho hay, theo thông cáo, 6 cá nhân và 5 công ty trong mạng lưới được gọi là SeaQuenPay đã tham gia mua sắm các vật phẩm để hỗ trợ các chương trình của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các công ty nước ngoài mua các mặt hàng cần thiết cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng sẽ đóng gói để vận chuyển đến Triều Tiên, che giấu mục đích sử dụng cuối cùng với các nhà sản xuất. Cả Trung Quốc và Triều Tiên chưa bình luận về vụ việc. Vài giờ sau, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiếp tục nhắc lại mối lo ngại về mối quan hệ hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa Moscow và Bình Nhưỡng sau chuyến thăm mới nhất của một Thứ trưởng Quốc phòng Nga đến thăm Triều Tiên vào hồi tuần trước.
Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn bộ trên Matthew Miller đồng thời cảnh báo, nếu chúng tôi thấy vũ khí được chuyển từ Triều Tiên sang bất kỳ quốc gia nào khác hoặc ngược lại, thì đó là điều mà chúng tôi quan ngại không kém. Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Peskov khẳng định, tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình của Ngoại trưởng Ukraine, ông Kuleba, tương đồng về mặt lập trường với Nga. Hãng tin Reuters cho biết, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã trả lời phỏng vấn báo chí về tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ông Peskov nhấn mạnh, có thể nói thông điệp trên giống với lập trường của chúng tôi. Các bạn cũng thấy rằng, phía Nga chưa bao giờ từ chối việc đàm phán và đã luôn duy trì tâm thế cởi mở trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, trong vấn đề này, vẫn còn nhiều chi tiết quan trọng mà cả tôi và các bạn đều chưa rõ. Trước đó chỉ vài giờ, Bộ Ngoại giao Ukraine tiết lộ một phần nội dung buổi hội đàm vừa kết thúc giữa ông Kuleba và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định, ông Kuleba nhắc lại việc Kiev sẵn sàng trao đổi với phía Nga ở một giai đoạn nhất định của quá trình đàm phán, đó là khi Nga thể hiện thiện chí sẵn sàng thương thuyết. Tuy nhiên, ông Kuleba nhấn mạnh, Kiev chưa quan sát được bất kỳ thiện chí nào từ phía Nga. Trước đó, trong cuộc gặp với người đứng đầu chính phủ Vatican, Hồng y Pietro Parolin ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hiểu sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tại cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng đương nhiên cần kết thúc sớm xung đột để không gây thêm thương vong. Chính phủ Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với phía Ukraine. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra nhiều điều kiện để chấm dứt giao tranh và bắt đầu đàm phán, trong đó có việc rút quân đội Ukraine khỏi các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhye, công nhận các vùng lãnh thổ này là của Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Theo Tổng thống Putin, Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức, nhưng các điều kiện có thể thay đổi theo thời gian. Tổng tư lệnh quân đội đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Christopher Cavoli, đã hy vọng Nga sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà báo người Iran Chase Bowes đã đưa tin. Nhà báo viết trên mạng xã hội rằng, về cơ bản, ông ấy chấp nhận rằng người Nga sẽ chiến thắng ở Ukraine và sẽ tiến đến biên giới NATO. Nhà báo đã bình luận về bài phát biểu của ông Cavoli, trong đó ông cảnh báo về vấn đề lớn liên quan đến Nga mà châu Âu sẽ phải đối mặt khi chiến sự ở Ukraine kết thúc. Trong bài phát biểu, ông Cavoli cũng đã nói về nhu cầu phấn đấu giành chiến thắng nhanh chóng trong các cuộc xung đột như cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông, việc kéo dài các cuộc giao tranh trong những trường hợp như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong khi đó, bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine về khả năng đàm phán với Nga, nhà khoa học chính trị Yuri Dutkin, một thành viên trong phong trào Ukraine khác, nói với RIA Novosti rằng không thể tin cậy được lời của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba về các cuộc đàm phán và nếu tình hình ở mặt trận thay đổi. Không phải các chính trị gia Ukraine có thể ký văn bản đầu hàng mà là quân đội. Trước đó, ông Kuleba, trong cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, đã cho biết phía Ukraine sẵn sàng đàm phán với phía Nga, đồng thời Kiev trước đó đã đưa ra lệnh cấm ở cấp lập pháp và phớt lờ các tuyên bố của Moscow về việc sẵn sàng tiến hành đối thoại. Ông nhắc lại rằng, ở Ukraine có sắc lệnh đặc biệt cấm ông Zelensky đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu câu hỏi này đặt ra về các cuộc đàm phán với Ukraine, thì chúng ta có thể tiến hành bởi quân đội Ukraine và họ cũng có thể ký các văn bản đầu hàng, chuyên gia kết luận. Tổng thống Slovakia Peter Zelengrini đã thúc giục Ukraine ngừng phong tỏa nguồn cung cấp dầu của Nga. Tổng thống Peter Zelengrini đã cảnh báo Slovakia có thể có những biện pháp trả đũa nếu Ukraine tiếp tục ngăn chặn việc vận chuyển dầu của Nga qua đường ống Druzhba. Tuần trước, Kiev đã chặn dòng dầu thô chảy qua đường ống Druzhba tới các nước láng giềng phụ thuộc vào năng lượng Hungary và Slovakia với lý do trừng phạt công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga là Lukoil, qua đó tước đi nguồn dầu mỏ đáp ứng tới 40% nhu cầu của hai quốc gia thành viên EU này. Phát biểu với phóng viên vào ngày 24 tháng 7, ông Pellegrini đã mô tả hành động của Kiev là sự can thiệp rất khó chịu vào mối quan hệ tốt đẹp của chúng tôi. Tôi tin chắc rằng Ukraine có thể sẽ giải quyết vấn đề này sớm nhất có thể, bởi vì Slovakia, với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, cuối cùng sẽ phải thực hiện một số biện pháp đối phó. Ông nói mà không nêu rõ bản chất của phản ứng có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng điều này sẽ không có lợi cho Ukraine hay công dân nước này. Ông Pellegrini nhắc lại rằng Slovakia đã giúp Ukraine với dòng khí ngừng lại
và cũng đã đưa điện đến quốc gia này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak đồng tình với lời chỉ trích của Tổng thống và cảnh báo rằng Kiev đang rất mạo hiểm với nhiều điều, với những hành động vô trách nhiệm của mình. Trong khi EU cấm nhập khẩu dầu qua đường biển từ Nga vào tháng 12 năm 2022, việc vận chuyển dầu qua đường ống đã được miễn trừ lệnh cấm vận để cho phép các nước EU không giáp biển, bao gồm Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc, đảm bảo nguồn cung cấp dầu ổn định. Lukoil cung cấp khoảng 50% lượng dầu được vận chuyển qua nhánh phía nam của Druba, một trong những mạng lưới đường ống dài nhất thế giới. Các nhà cung cấp khác bao gồm Tatneft, thuộc sở hữu của nước Nga, Gazpromneft, công ty tư nhân Rosneft và một số nhà sản xuất dầu nhỏ. Vào thứ Ba, Hungary cũng đã cam kết trừng phạt Kiev vì đã phong tỏa nguồn cung cấp dầu từ Nga, với việc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Peter Szijjártó cho biết rằng Budapest sẽ chặn 6,5 tỷ euro, tức 7 tỷ đô la Mỹ trong số tiền mà EU đã dành cho Ukraine cho đến khi Kiev nối lại hoạt động quá cảnh. Đồng thời cho biết thêm, nước này đã cung cấp 4,2% lượng điện của Ukraine vào tháng 6. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!